nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, hiện nay tuy giáo hội Công giáo chưa tuyên thánh cho cha Trương Bửu Diệp, nhưng trong lòng nhiều tín hữu Công giáo, kể cả một số người thuộc các tôn giáo khác, đã coi cha như một vị thánh, vì rất nhiều người khẩn xin với ngài và được ngài ban cho như ý. Tại các nhà thờ Công giáo trong nước, rất nhiều giáo dân xin lễ tạ ơn ngài. Đặc biệt, nhiều người không phải tín đồ Thiên Chúa giáo cũng rất kính mến, tin tưởng ở ngài. Những tấm bảng tạ ơn cha Francisco Trương Bửu Diệp được gắn trên tường trong căn phòng nguyện tại nhà thờ Tắc Sậy nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Được biết, ở bên Mỹ, cụ Joan Bautista Võ Hữu Hạnh, một nhà văn lớn tuổi, đã sáng lập Hội Những Người Con của cha Trương Bửu Diệp. Theo cụ, cha Trương Bửu Diệp đã ban phép lạ cho nhiều người, cả lương cũng như giáo. Sau đây là một số chuyện về các phép lạ đó. Bởi vậy, tiếng tăm về ngài ngày càng lừng lẫy. Chuyện gia đình ông Lâm ở Lâm Đồng, Đà Lạt. Ông bà Lâm không phải tín đồ Thiên Chúa giáo, và chuyện này đã diễn ra trên chính bản thân bà, được ông Lâm kể cho ông Ngọc Quang nghe. Ông Ngọc Quang ghi lại trên tập san Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, do cụ Võ Hữu Hạnh chủ trương. Bà Lâm bị bệnh viêm ruột và đau dạ dày từ lâu, bệnh đã trở thành vô phương cứu chữa. Bác sĩ tại các bệnh viện ở Sài Gòn đều bó tay. Ông Lâm đành đưa vợ từ Sài Gòn về Lâm Đồng để bà sống những ngày cuối cùng của mình. Giữa lúc gia đình vừa đưa bà Lâm về tới nhà, thì có một vị khách đi đường xa, xe bị hư, trong khi chờ tài xế sửa, ghé vào thăm. Khách là một người cao lớn, khỏe mạnh, gương mặt chữ điền, hàm râu cánh én, vẻ người phúc hậu với bộ áo trùng đen của linh mục. Ông Lâm vốn tính tình hiền lành, thường rất tôn trọng các vị tu hành dù lương hay giáo. Mặc dầu nhà đang bận rộn vì vợ bệnh nặng, nhưng ông cũng lịch sự tiếp đón khách. Vị linh mục tinh ý hỏi tại sao nét mặt của gia chủ có vẻ buồn rầu. Ông Lâm nói thật là vợ bệnh nặng mới đưa từ Sài Gòn về nhà chờ chết. Vị linh mục nói rằng lúc trước mình cũng bị bệnh nặng như vậy, nhờ một ông bác sĩ tên Hữu cho uống loại thuốc này khỏi bệnh. Bây giờ còn dư lại mấy viên. Cha lấy trong túi áo ra 3 viên thuốc trao cho ông Lâm và dặn chiều cho bà uống 1 viên, tối lúc 10 giờ 1 viên và sáng hôm sau 1 viên nữa, thế nào cũng khỏi. Ông Lâm tuy không tin lắm, nhưng trong lúc tuyệt vọng ai bảo sao cũng đành nghe vậy. Giữa lúc ấy, người tài xế vào thưa xe đã sửa xong. Vị linh mục bèn từ giã chủ nhà ra đi. Chủ nhà cảm ơn cha và hỏi cho biết cha ở đâu. Vị linh mục nói mình trông coi xứ đạo Tắc Sậy, tỉnh Bạc Liêu. Sau khi uống viên thuốc thứ nhất vài giờ, bà Lâm cảm thấy bớt đau, trong mình dễ chịu, biết đói và thèm ăn, ngủ ngon. Buổi tối khoảng chừng 10 giờ, tự nhiên bà thức giấc và nhớ lời cha dặn, bèn uống thêm viên thuốc thứ hai. Sáng hôm sau thức dậy, bà thấy trong người khỏe khoắn, không còn mệt mỏi và đau đớn như trước. Bà sung sướng báo tin cho chồng hay. Ông Lâm mừng quá, bèn đem viên thuốc còn lại đến các tiệm để làm mẫu, mua thêm cho chắc ăn. Nhưng ông đi khắp nơi, kể cả các tiệm thuốc Tây lẫn thuốc Bắc, xong chẳng ai biết đó là thuốc gì. Ông đành trở về, cho bà uống nốt viên còn lại và định có dịp sẽ xuống Minh Hải thăm cha và nhờ cha nói với ông bác sĩ Hữu bán thêm giúp. Muốn đi từ Lâm Đồng xuống Cà Mau thì phải về Sài Gòn, xuống Cần Thơ, qua Sóc Trăng rồi mới tới Bạc Liêu. Và Hộ Phòng là thị trấn của huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, cách thị xã Bạc Liêu 37 cây số, nơi có nhà thờ Tắc Sậy. Việc giao thông lúc ấy rất khó khăn, phải xếp hàng từ khuê tới bến xe miền Tây để mua vé xe. Có khi xếp hàng cũng không mua được vé, đường đi lại lồi lõm, hết sức cực khổ. Bà Lâm mới khỏi bệnh khó chịu đựng nổi với những chiếc xe cà rịch cà tàng. Cổ lỗ đó, đang lúc ông Lâm lo âu thì có người cháu làm trong cơ quan nhà nước đến chơi, cho biết anh ta sắp đi công tác tại Minh Hải để giao dịch mua lương thực cho tỉnh. Ông Lâm mừng quá bèn nói với cháu cho đi nhờ xe xuống Tắc Sậy, tiền xăng ông chịu. Người cháu nhận lời vì nhà thờ Tắc Sậy nằm ngay trên đường Bạc Liêu đi Cà Mau và cách thị xã Cà Mau khoảng 20 cây số. Anh ta chở chú thím tới Tắc Sậy rồi xuống Cà Mau không có gì khó. Khi qua Bạc Liêu, xuống tới thị trấn Hộ Phòng, nhà thờ Tắc Sậy nằm cách chợ Hộ Phòng khoảng 1 cây số ở phía bên trái.
ông bà Lâm không thể ngờ được nơi ở của vị cha xứ ân nhân lại nhỏ như vậy. Đó là ngôi nhà thờ mái lợp tôn, vách ván, siêu vẹo trông đến tiêu điều. Đất nhà thờ rộng mênh mông nhưng chung quanh toàn đồng ruộng, dân cư thưa thớt. Chiếc sân đất của nhà thờ không có cổng. Vợ chồng ông Lâm xuống xe, đi vô. Một ông lão bộc, thường gọi là ông Tử, đang quét trên sân. Trông thấy khách lạ, ông Tử có vẻ ngạc nhiên vì ít khi có khách phương xa đến thăm ngôi nhà thờ này. Ông Lâm nói muốn gặp cha Sở. Ông Tử mời vào bên trong ngồi, rồi mời cha. Một lát sau, vị linh mục ra, ngài cho biết ngài là linh mục Phêrô Nguyễn Ngọc Tỏ, cha Sở họ Đạo Tắc Sậy. Ông bà Lâm rất ngạc nhiên, vị linh mục này trông không giống vị linh mục đã cho thuốc một chút nào hết, mà sao hai vị đều tự nhận mình là cha Sở họ Đạo Tắc Sậy. Ông Lâm bày tỏ sự tình và kể mình đã gặp một vị linh mục cao lớn, tóc ngắn, gương mặt chữ điền, hàm râu cá chốt. Cha Tỏ mỉm cười, không lấy gì làm lạ, bèn dẫn vợ chồng ông Lâm qua phía bên hông nhà thờ, tới ngôi mộ của cha Diệp. Vừa nhìn thấy tấm hình trên bia mộ, tự nhiên ông Lâm quỳ phục xuống và quả quyết đây chính là vị ân nhân đã cho thuốc, cứu bà Lâm khỏi bệnh. Bà Lâm cũng quỳ xuống tạ ơn ngài. Ông bà là người bên lương, không biết làm dấu thánh giá. Lúc ra về, ông bà Lâm gửi cha Sở một số tiền nho nhỏ để giúp nhà thờ vì lúc ấy ai cũng nghèo, ông bà không có nhiều. Có lẽ ông bà Lâm là những người đầu tiên đã giúp nhà thờ. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.